Quý này nó ở đây sao chơi được nè, đứng nè chị, em thấy không, lúc này làm sao dám chơi được, đứng đây nè. Con này là 73 mét, con này là 78 mét, 78 mét, còn bình nước này bao nhiêu, con này là 94, vậy thôi mình chọn con 70 à. Còn 73 mét. Có lẽ đèn sáng quá. Đèn sáng quá. Xem nào. F 141. Rồi. Đúng rồi. Rồi, đúng. Hai cái. Bài gì nói mày? Rồi, con bên đây bay mẹ đó rồi. Viên luôn. Này mấy chị em nhìn nó chạy. 78 mét. Má tiên trắng này chứ. Trời ơi trời, gì sao bán? Nó làm như phim Hồng Kông vậy. 89 mét rồi còn gì nữa. Khó quá. Nó không có đứng lại. Nè chị, em có thể nhìn đây, tôi thấy nó là này nè, tôi coi nó như mét đây, 60 mét tròn luôn ha. Bây giờ mình sẽ zoom lên 7 giây đây, chứ tôi bị cận lần không biết, tôi thấy không có rõ. Giờ mình trả level về không trước cái đã, level này nó hơi không chính xác á. Rồi đây đã về không, đợi xe qua. Đây nó đây rồi, các chị đợi tí xíu nha, level vẫn chưa dưỡi cho lắm. Rồi đã hết xe. Rồi xong nha mấy chị. Đấm. Ui con này nhỏ xíu. Nhỏ xíu. Quá mũi quá chị em ơi. Chị em thấy không, nó kìa. Nó nè thấy không. Giờ mình. Nó có cái cổ lên rồi. Mũi quá không có tập trung được. Rồi lượm ha, đơ đơ rồi kìa, đi lượm nào. Này chị em, đây 88 thước nha, con nó đang đi tới nè. Nó lên trên này thì dễ hơn nha. Ừ.
giúp anh ơi.